Phần này mình sẽ nói đến thông số Field Density. Thì Field Density có nghĩa là độ đặc rộng của kim mẫu in. Thì cái thông số này cũng là nó quyết định đến thời gian in cũng rất nhiều. Thì giữa Field Density với là Set Thickness hoặc là Bottom hoặc Top Thickness thì nó có tương quan có lại về là cái kích thước. Thì mình có thể thấy được ở đây là ở đây để có thể hiểu được mình xem ở chế độ Layer này. Thì rõ ràng là tổng kích thước của đây mình đang xét theo cái phương ngang nha. Tổng kích thước của cell thickness và field density phải là bằng một thằng số, chính là bằng độ dày của cái thân này. Hiện tại cái thân này là cái thân này có kích thước là dày 4 ly. Thì mình đặt cái là cell thickness là 1.2 thì là cell thickness là 1.2 nhân 2 lên vì có hai bên thân. Thì rõ ràng là 2.4. Vậy 4 trừ cho 2.4 thì ra cái lõm của Field Density bên trong là 1.6. Nghĩa là cái phần bên trong này, từ mép mà sân trong này là có độ rộng 1.6mm. Và Field Density khi mình set bằng 0 thì nghĩa là cái mẫu in này bên trong nó rộng. Thì rõ ràng như vậy thì chúng ta thấy nó in rất tiết kiệm thời gian. Trong một số trường hợp mà nếu mà mình chỉ muốn in cái mẫu này ra để mà xem cái biến dạng bên ngoài thôi á, cái ngoại hình bên ngoài thôi á, thì mình nên set nó về bằng không cũng được, thì nó vẫn in ok và mình nó rất tiết kiệm về thời gian. Còn là nếu mà để mà an toàn hơn thì mình có thể set lên 5% thì nó cũng đủ để cho đảm bảo cái mẫu nó được cứng hơn, nó không bị ọp ẹp. Và maximum của cái field density này là 100%, nghĩa là cái mẫu in của mình hoàn toàn là một khối đặc. Thì như vậy thì thực sự thì trong thực tế trường hợp này chỉ ứng dụng trong khi mình in cái này ra để mà sử dụng nó trong thực tế để nó có tính chịu lực cao thì mình mới nên điểm để cái này lên khoảng 80-100%. Còn nếu mà chỉ in ra để mà xem chơi hoặc là những cái ứng dụng mà không cần tác động lực nhiều thì cái này tầm 20% là ổn. Là vừa đảm bảo tối ưu thời gian mà vừa đảm bảo chất lượng của cái mẫu in của mình đấy. Thì mình có thể thấy được là khi mình thay đổi cái lên thời gian thì thời gian cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều ở đây đấy. Ở đây phần Field Density là cái phần màu vàng này. Đây là cái một mẫu in mà mình đã vẽ ra để minh họa cho chúng ta được rõ hơn. Thì mẫu này có cái bề ngang của nó là dày 4 ly.